Chuyện Peter, Michelle, Andy sau ngày Valentine. Thấy Andy, Peter hỏi: Valentine của mày ra sao? Vui không? Michelle tố Andy: Hỏi hắn làm gì? Hắn đâu có tiền mua quà cho cô bồ tóc dài ngày Valentine. Tuần trước hắn chạy lại tôi, tay gãi tay, miệng hỏi mượn tiền. Tôi hỏi: Để làm gì? Tiền lì xì mẹ cho hôm Tết đâu hết rồi? Sao không chạy lại kiếm đại ca Peter đó? Hắn nhăn nhăn làm cái mặt khó chịu. Dù không cho mượn thì thôi, làm gì hỏi tới hỏi lui như vậy? Trời ơi, tôi thấy hắn nhăn nhó quá, tôi đành phải móc túi cho hắn mượn đại 50 đô. Peter ghé vào tai Michelle thì thầm: Hắn không dám gặp tao nữa đâu. Sao vậy? Bởi còn nợ ta tiền. Ê, 5 tờ lận. Wow, tên này từ hồi có bồ bắt đầu xài tiền như nước vậy. Thôi, bỏ chuyện của hắn đi. Ngày lễ Valentine qua, đại ca mua cái gì cho người đẹp vậy? Tao thì tao mua cái mắt kiến Versace. Michelle trợn mắt: Trời ơi, chơi bạo ngang. Kỳ này vừa được lên lương rồi dung tiền qua cửa sổ hả? Lần sau quăng tiền chỗ nào á, nhớ chỉ cho tôi biết nha. Tôi canh me, tôi đứng ngay bên khung cửa, đưa cao cái rổ mà hứng. Có mà, có tiền chùa cho mi cầm rổ hứng đây nè. Đâu? Anyway, sau đó tụi tao đi ăn, rồi coi cine, rồi đi về nhà. Michelle biểu môi: That's it. Peter cự nữ: Mi dạo này cũng bày đặt nhiều chuyện nữa, lộn xộn mà. Michelle cười cười: Ok, tạm tin đại ca vậy. Rồi còn mi, thằng kép nó mua cho mi cái gì? Thì hắn tới ngay văn phòng đón tôi, rồi hai đứa đi ăn tối. Trong bữa ăn á, hắn rút ra cái nhẫn vàng 18 carat. Suy niệm. Ai mà không có một người tình cho riêng một góc trời, bởi đó là luật trời. Đúng như Huy Cận đã từng nói: Thế đó bỗng dưng mà họ lớn, tuổi 20 đến có ai ngờ. Một hôm trận gió tình yêu lại, đứng ngẩn trong vời áo tiểu thư. Nhưng người tín hữu, bên cạnh những người tình nhỏ bé xinh xinh hoặc hào hoa phong nhã của riêng mình, chúng ta còn có một người tình nữa. Người này lúc nào cũng qua đình ngã nón trong đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Và nếu chúng ta không chung thủy với mối tình, thì người tình này sẽ loay hoay đi ra đi vô, trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống giường cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em bỏ đi rồi, anh tiếc lắm thay. Ngày Valentine hôm qua, chúng ta đã tặng quà, đi chơi, đi ăn với người tình của mình. Còn người tình Jesus thì sao? Ngày hôm qua Valentine Day, có ai nhớ đến người tình Jesus hay không? Nếu bạn gật đầu, vậy bạn đã mua quà gì cho người tình Jesus của bạn? Kiếm mắt, nhẫn vàng 18 carat, hay là một đóa hoa hồng đỏ tươi? Nếu không có tiền mua quà cho tình nhân Jesus, bạn không phải chạy đi tìm ai gãi đầu gãi tóc, nhăn nhó làm khó để mượn tiền làm gì. Lúc nào bạn cũng sở hữu một trái tim phập phồng, thổn thức tiếng lòng để dâng tặng lên cho người tình Jesus. Và đây là món quà Valentine mà người tình Jesus yêu mến nhất. Lời nguyện. Lạy Chúa, chúng con yêu Chúa bởi chúng con biết Chúa yêu chúng con. Xin dâng lên Chúa trái tim nhỏ bé của chúng con, một trái tim biết rung động, biết yêu và biết thổn thức tiếng tơ lòng.